Ông Zelensky phủ nhận Ukraine bị gây áp lực ngừng chiến với Nga. Ukraine cắt ngang ba ngọn đồi chi phối tiền tuyến Zaporizhia do Nga kiểm soát. NATO cam kết viện trợ hàng tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong năm 2024. Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên biến Ukraine thành bãi thử tên lửa. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi toàn cảnh thế giới trên kênh của chúng tôi. Vừa rồi là nội dung chính sẽ có trong chương trình, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mới đây, Tổng thống Ukraine cho biết Kiev sẽ không chịu áp lực từ các đồng minh về việc ngừng chiến với Nga khi được hỏi liệu các đồng minh có đang thúc giục Kiev ngừng chiến đấu hay không. Ông Zelensky đã phủ nhận điều này, đồng thời cho rằng Mỹ và EU càng chậm trễ trong viện trợ, Nga càng có lợi thế. Ukraine thì đang đối mặt với tình trạng thiếu hệ thống phòng không hiện đại, trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev không chịu áp lực từ các đồng minh về việc ngừng chiến đấu với Nga. Theo hãng tin AFP, mục tiêu của ông Zelensky khi công du từ các nước vùng Baltic, Litva, Latvia và Estonia là nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ cho xung đột và đảm bảo đồng minh phương Tây không mệt mỏi vì xung đột, có thêm viện trợ tài chính và quân sự, đồng thời thảo luận về nỗ lực gia nhập NATO cũng như Liên minh châu Âu-EU nhưng ngay trước khi tổng thống Ukraine bắt đầu hội đàm với tổng thống Litva Gitanas Naude ở Vilnius, bộ trưởng quốc phòng ý Guido Crocetto phát biểu tại Rome rằng đã đến lúc dùng biện pháp ngoại giao để mở đường cho hòa bình. Sau đó, ông Zelensky đã phủ nhận việc các đồng minh có đang thúc giục Kiev ngừng chiến đấu hay không. Ông nói: "Có nhiều tiếng nói khác nhau trên các phương tiện truyền thông. Tôi đã đọc tất cả, nhưng tôi nghĩ rằng các đối tác vẫn chưa chính thức đưa ra tín hiệu như vậy cho chúng tôi.ít nhất thì cá nhân tôi cũng chưa từng nghe thấy". Ba quốc gia vùng Baltic Litva, Latvia và Estonia nằm trong số những nước ủng hộ Kiev trung thành nhất trong EU và Liên minh quân sự NATO. Tổng thống Ukraine cho rằng ba nước này cùng với Moldova sẽ là mục tiêu tiếp theo của Nga nếu Moscow giành chiến thắng. Vào tháng trước, nhà khoa học chính trị Ukraine Ruslan Botnik cũng đã tiết lộ rằng phương Tây và một số chính trị gia Ukraine đang bắt đầu chuẩn bị giải pháp hòa bình trong cuộc xung đột với Nga. Truyền thông phương Tây và một số chính trị gia của chúng tôi đang treo súng lên tường để chúng tôi có thể nhìn thấy, để chúng tôi làm quen với việc nhìn thấy nó. Rõ ràng là có sự chuẩn bị nhất định cho các cuộc đàm phán có thể xảy ra chuyên gia botnik nói theo ông hai yếu tố ảnh hưởng đến cách tiếp cận đàm phán là lượng viện trợ từ phương tây giảm dần và nỗ lực kêu gọi các nước nam bán cầu ủng hộ kiev thất bại nhà phân tích này nói thêm rằng tình trạng bất ổn của phương tây buộc kiev phải thay đổi chiến lược tổng thể với nga và quay trở lại bàn đàm phán moscow đã nhiều lần bày tỏ sẵn sàng đàm phán với kiev tuy nhiên tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã ký xác lệnh không đàm phán với chính quyền tổng thống nga vladimir putin moscow nhiều lần cáo buộc xác lệnh này đã cản trở hòa đàm giữa nga và ukraine đồng thời cho rằng những điều kiện mà Kiev đưa ra không thực tế. Hồi tháng 9, Tổng thống Putin tuyên bố Nga chưa từng từ chối đàm phán với Ukraine, nhưng đối phương phải chấm dứt hành động thù địch và thu hồi xác lệnh cấm đàm phán với Moscow. Ba ngọn đồi nằm giữa các thị trấn Roboty và novo ở phía Tây và Stepove ở phía Đông đã chi phối tiền tuyến Zaporizhia phía Nam Ukraine. Các trung đoàn của Nga đã kiểm soát đồi 161, 162 và 166 kể từ giai đoạn đầu trong kế hoạch quân sự ở Ukraine. Việc kiểm soát các khu đất cao này đã giúp các lực lượng của Nga ngăn chặn cuộc phản công năm 2023 của Ukraine vào tháng 10. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cuộc giao tranh giành ba ngọn đồi trên ở phía đông nam Roboty đã kết thúc. Nhà phân tích Tom cho hay, vừa qua đơn vị mạnh nhất lực lượng tấn công trên không của Ukraine, lữ đoàn 82 đã phản công quanh các ngọn đồi này. Lữ đoàn trên đã giành được một số vùng đất Nga kiểm soát chen vào giữa hệ thống chiến hào của Nga, nối đổi 161, 162 và 166. Cuộc giao tranh đang diễn ra là một lát cắt nhỏ của giai đoạn xung đột mới. Trong xung đột tiêu hao, khi không bên nào giành lợi thế quyết định, cả hai đều sẽ cố gắng làm suy yếu đối phương. Ông Cooper nói, tôi không hiểu lực lượng vũ trang Ukraine có thể xuyên qua đổi 169, 166 và 162, cũng như VBV như thế nào. Trên thực tế, quân đội Ukraine dẫn đầu là lữ đoàn 82 cũng như các lữ đoàn cơ giới số 33, 47 và 116 đã dừng lại gần ngọn đồi. Bị tấn công và mệt mỏi sau một giai đoạn chiến đấu, các lữ đoàn cơ giới đã được rút về nghỉ ngơi. Thay vào đó, lữ đoàn 47 và 116 vào tháng 10 và tháng 11 đã tái triển khai tới Adipka ở phía đông Ukraine để đối phó với cuộc tấn công mùa đông hàng năm của Nga quanh thành phố này. Nga cũng tấn công vào Roboty nhằm xóa sổ những thành quả vào mùa hè của Ukraine. Để đáp trả, lữ đoàn 82 của Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh Marder do Đức sản xuất, Striker do Mỹ sản xuất và Challenger 2 do Anh sản xuất với sự hỗ trợ của pháo và UAV chia cắt đồi 161, 162 và 166 cũng như chiếm giữ một đoạn chiến hào của Nga. Theo Force, các lực lượng của Nga tấn công nhiều khu vực nhưng chỉ đạt được thành quả đáng kể ở một phần nhỏ của tiền tuyến phía Bắc Bắc Mút. Tại những nơi khác, Moscow vấp phải phòng tuyến vững chắc hoặc đối mặt với các cuộc phản công của Ukraine. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi lại cảnh lực lượng Nga sử dụng súng phân lửa hạng nặng TOS-2 Sonsepec tấn công vào mục tiêu của Ukraine ở vùng Zaporizhia. Theo video, các đội pháo binh TOS-2 Sonsepec của Nga hoạt động trong khu vực hoạt động đặc biệt, di chuyển đến địa điểm triển khai, nạp đạn nhiệt áp hạng nặng và bắn vào mục tiêu Ukraine hiện diện gần khu định cư VBV ở vùng Zaporizhia. Cảnh quay từ camera về đòn tấn công từ súng vun lửa TOS-2 Sonsepec cho thấy nhiều viên đạn bắn trúng mục tiêu, tạo ra những quả cầu lửa và khói khổng lồ bay lên trong bầu trời đêm. So với hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1, TOS-2 nguy hiểm hơn rất nhiều lần, cabin được bọc thép và động cơ mạnh hơn, cho phép đạt tốc độ lên tới 100 km/h. Một, một bệ phóng được lắp ở phía sau và tầm bắn của tên lửa cũng được tăng lên 15 km so với 3 km ở các phiên bản cũ. TOS-2 về cơ bản là hệ thống tên lửa bắn đạn nhiệt áp. TOS-2 có các đặc tính kỹ thuật và chiến thuật được cải tiến hơn so với các bản tiền nhiệm TOS-1 và TOS-1A Sunspec. Nếu TOS-1 và bản kế nhiệm TOS-1A Sunspec được lắp đặt trên khu gầm xe tăng bánh xích T-72, thì TOS-2 được đặt trên khung gầm xe bọc thép chạy mọi địa hình Uran. TOS-2 được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tự động, giúp tăng đáng kể độ chính xác khi bắn. Vũ khí có khả năng phòng vệ nhất định trước vũ khí có độ chính xác cao của đối phương. TOS-2 cũng không cần đến phương tiện nạp đạn đặc biệt vì hệ thống có cần cầu nạp đạn tích hợp. Trước những cuộc tấn công dồn dập của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bắt đầu chuyến công du bất ngờ tới các nước vùng Baltic gồm Litva, Latvia và Estonia. Trong chuyến đi lần này, Tổng thống Zelensky hy vọng sẽ ngăn chặn sự mệt mỏi vì chiến tranh giữa các đồng minh phương Tây của Ukraine, đảm bảo sẽ nhận được thêm viện trợ tài chính và quân sự, đồng thời thảo luận về nỗ lực gia nhập NATO và Liên minh châu Âu của Kiev. Phát biểu trong cuộc họp báo với người đồng cấp Litva, Gitanas Nauseda, tại thủ đô Vinius của Litva, Tổng thống Zelensky cảnh báo rằng bất kỳ sự chậm trễ nào trong viện trợ của phương Tây dành cho Kiev chỉ làm tăng thêm sức mạnh của Nga. Ông Zelensky đưa ra cảnh báo này trong bối cảnh các nước phương Tây khác đang dao động trong việc tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Cũng trong cuộc họp báo trên, Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine hiện thiếu khả năng sản xuất hệ thống phòng không hiện đại, thứ mà nước này rất cần để bảo vệ công dân của mình khỏi các cuộc tấn công của Nga. Cuộc xung đột ở Ukraine giữa Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu của việc xuống thang từ cả hai phía, bao gồm cả đàm phán hòa bình và triển vọng ngừng bắn. Vào tháng 6 năm 2023, Ukraine tiến hành cuộc phản công quy mô lớn được phương Tây hỗ trợ với mục tiêu giành lại đủ lãnh thổ để gây sức ép cho Nga, nhưng kỳ vọng của Ukraine đã không diễn ra như mong đợi. Lực lượng Ukraine đã không thể chọc thủng các tuyến phòng thủ kiên cố của Nga ở miền đông và nam Ukraine, một phần vì Nga đã sử dụng máy bay không người lái UAV để theo dõi các cuộc tấn công của Ukraine và phản ứng nhanh chóng. Mặt khác, giới quan sát phương Tây nhận định cả Nga và Ukraine đều đang ở thế khó, nhưng Kiev ở vị trí khó khăn hơn so với Moscow hiện nay. Cuộc phản công của Ukraine đã thất bại và Kiev giờ đây phải lôi kéo sự chú ý của phương Tây đến nỗ lực của quốc gia này nhằm chiến đấu với Nga. Câu hỏi đặt ra hiện nay là Ukraine sẽ có chiến lược gì cho năm 2024? Một số nhà quan sát cho rằng, ít nhất thì cuộc xung đột ở Ukraine vẫn chưa rơi vào bế tắc. Hai bên vẫn chưa cạn kiệt các phương tiện chiến đấu và các thời điểm giao tranh trong mùa xuân và mùa hè, có thể quyết định số phận cuộc xung đột. Năm 2024, một số nhà phân tích cho rằng Kiev nên cố gắng đặt đột phá trên chiến trường, tốt nhất là ở phía Nam để đưa Crimea vào trong tầm bắn. Điều quan trọng hiện nay là Ukraine phải thể hiện một số thành công trên thực địa, nếu không thì nước này sẽ có nguy cơ mất đi một số, nếu không phải là hầu hết các đối tác phương Tây chủ chốt có thể hỗ trợ khả năng phòng thủ của Kiev. Tuy nhiên, Kiev cũng nên dành nhiều nỗ lực và nguồn lực để huấn luyện lực lượng của mình, tất cả vũ khí trên thế giới sẽ không bù đắp được cho những đơn vị huấn luyện kém, phòng thủ luôn dễ dàng hơn tấn công, quân đội Ukraine không còn cố gắng ngăn chặn quân đội Nga đang tấn công. Trong cuộc phản công đầu tiên vào mùa thu năm 2022, quân đội Ukraine tuyên bố đã đạt được thành công vang dội ở phía đông và phía nam vì khiến quân đội Nga mất cảnh giác. Vài tháng sau, vào mùa hè năm 2023, điều đó không còn xảy ra nữa. Điện Kremlin hiện đang cảnh giác và huy động lực lượng để ngăn chặn những nỗ lực tiến công của Ukraine. Tình báo phương Tây ước tính, số lượng quân đội Nga ở phía nam Ukraine lên tới hơn 300.000 binh lính. Vì vậy, trước một đối thủ cố thủ, quân đội Ukraine phải tập trung vào các hoạt động vũ trang tổng hợp, và phối hợp ở cấp lữ đoàn nếu muốn đạt được bước tiến chiến lược thực sự. Ukraine có thể làm rất nhiều để thúc đẩy mục tiêu của mình nhưng các nhà quan sát cho rằng phương Tây cũng nên tích cực hơn trong việc hỗ trợ quân sự. Mặc dù Liên minh Quốc tế do Mỹ dẫn đầu cam kết hỗ trợ hàng chục tỷ đô la Mỹ vũ khí cho Ukraine nhưng nỗ lực này thường bị chỉ hoãn đáng kể. hết lần này đến lần khác, phương Tây do dự và chậm cung cấp cho Kyiv các hệ thống vũ khí đóng vai trò quan trọng. Chẳng hạn vào thời điểm này của năm ngoái, có một cuộc tranh luận sôi nổi giữa các thành viên NATO về việc cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraina. Đức, quốc gia sản xuất xe tăng Leopard 2 sẽ không có động thái gì cho đến khi Mỹ hành động. Bước đột phá đã xảy ra khi anh quyết định gửi một trung đoàn xe tăng Challenger 2 khiến Mỹ cam kết hỗ trợ 31 xe tăng M1 Abrams và buộc Berlin phải bật đèn xanh cho việc xuất khẩu Leopard 1 và Leopard 2 cho Ukraina. Nhưng kết quả là Ukraine vẫn không có một đội xe tăng hoàn chỉnh để bắt đầu phản công. Điều này đã phần nào dẫn đến thất bại trong chiến dịch của Kiev. Đây là một ví dụ cho thấy các vấn đề trong hoạt động hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Vì thế, để chiến lược của Ukraine giữ được hy vọng thành công vào năm 2024, thì Kiev phải có được các vũ khí cần thiết. Trong bài viết trên tạp chí Repoil của Paris, nhà khoa học chính trị, nhà phân tích người Pháp Bruno Teche đã đưa ra các dự báo về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Theo Avia Pro, ông Teche nói, cuộc xung đột đã kéo dài hai năm giữa Nga và Ukraine sẽ kết thúc có lợi cho Moscow và những gì còn lại của Kiev sẽ nằm trong quỹ đạo chính trị của Nga. Nhà phân tích Pháp cho rằng tới tháng 4 năm 2024, quân đội Nga sẽ thắng quân đội Ukraine và kiểm soát các thành phố chủ chốt ở phía Đông Bắc và phía Nam Ukraine, gồm cả Kharkov, Odessa, Nikolaev và Kherson. Điều này sẽ khiến Ukraine không còn tiếp cận được Biển Đen. Ông Teche nhận định cuộc xung đột Nga và Ukraine sẽ kết thúc vào tháng 10 năm 2025. Trong tình trạng kịt quệ về xung đột kéo dài, Tổng thống Ukraine sẽ ký một thỏa thuận ngừng bắn với Tổng tư lệnh quân đội Nga. Ngoài ra, sau nhiều năm giao tranh, Ukraine sẽ cân nhắc một thỏa hiệp cần thiết cho sự sống còn của mình. Thưa quý vị, theo hãng thông tin TASS, Bộ Quốc phòng Nga tối mùng 10 tháng 1 tuyên bố, quân đội nước này đã tấn công các đơn vị quân sự Ukraine ở tỉnh Donetsk khiến 280 người bị thương và thiệt mạng. Cùng với đó, 113 đội pháo binh Ukraine tại các vị trí khai hỏa cũng trở thành mục tiêu bị tấn công trong ngày hôm qua. Trước tình hình đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến công du bất ngờ tới các nước vùng Baltic đã đưa ra cảnh báo nếu các nước phương Tây tiếp tục chậm trễ viện trợ thì sẽ chỉ làm tăng thêm sức mạnh của Nga. Theo hãng tin TASS, Bộ Quốc phòng Nga tối mùng 10 tháng 1 tuyên bố trong 24 giờ Lực lượng Nga đã tấn công các đơn vị quân sự Ukraine ở tỉnh Donetsk, làm thiệt mạng và bị thương khoảng 280 quân Ukraine. Cùng với đó, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga và các máy bay không người lái UAV đã tấn công radar phòng không P-18, hai xưởng lắp ráp UAV, 113 đội pháo binh Ukraine tại các vị trí khai hỏa. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10 tháng 1 bắt đầu chuyến công du bất ngờ tới các nước vùng Baltic gồm Litva, Latvia và Estonia, theo Reuters. Trong chuyến đi lần này, Tổng thống Zelensky hy vọng sẽ ngăn chặn sự mệt mỏi vì chiến tranh giữa các đồng minh phương Tây của Ukraine, đảm bảo sẽ nhận được thêm viện trợ tài chính và quân sự, đồng thời thảo luận về nỗ lực gia nhập NATO và Liên minh châu Âu của Kiev. Phát biểu trong cuộc họp báo với người đồng cấp Litva Gitanas Noseda tại thủ đô Vilnius của Litva ngày 10 tháng 1, Tổng thống Zelensky cảnh báo rằng bất kỳ sự chậm trễ nào trong viện trợ của phương Tây dành cho Kiev chỉ làm tăng thêm sức mạnh của Nga. Theo AFP, Ông Zelensky đưa ra cảnh báo này trong bối cảnh các nước phương Tây khác đang giao động trong việc tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Từ cuối năm 2023 và đầu năm 2024, thực tế xung đột giữa Nga và Ukraine đã có nhiều diễn biến trái ngược với nhận định và mong muốn của phương Tây. Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine vào đầu năm 2022, phương Tây mặc định rằng chế độ của Tổng thống Nga Putin sẽ nhanh chóng khuỵu ngã do sức nặng của các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt khi ấy hầu hết các nhà quan sát của phương Tây chỉ tưởng tượng được hai kịch bản hoặc là Nga sẽ dễ dàng chiếm được thủ đô Kiev của Ukraine sau một thời gian nhất định, đưa Ukraine đi theo quỹ đạo của Nga, hoặc là Nga sẽ nhanh chóng bị đánh bại, khiến ông Putin phải rút quân khỏi Ukraine và công nhận toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Do vậy, khi chiến dịch tiến công của Nga khựng lại trong giai đoạn đầu, Thủ tướng Anh khi đó là Boris Johnson đã tới thăm Kiev, thậm chí khuyên Ukraine rằng họ nên chiến đấu thay vì ngồi vào bàn đàm phán cách nhìn nhận và thông tin của phương Tây lúc ấy đi theo hướng Nga sẽ thua. Thế nhưng cuối cùng Nga vẫn duy trì được cuộc xung đột kéo dài. Bên cạnh mặt trận nóng, các chế tài trừng phạt của phương Tây được thiết kế nhằm công kích cá nhân ông Putin với hy vọng người dân sẽ nổi dậy thay đổi chính trị tại Nga. Nhưng cuối cùng phương Tây lại không ngờ rằng các biện pháp hạ bệ hình ảnh của Nga lại chỉ càng làm cho người Nga thêm quyết tâm đối đầu với phương Tây. Nga tiếp tục phát huy lợi thế của họ về số lượng, đồng thời nâng cấp phương thức tác chiến và đẩy mạnh hoạt động công nghiệp quốc phòng. Trong nước, Nga đã giảm thiểu tác động tiêu cực từ các lệnh trừng phạt bằng nhiều biện pháp như lách qua các kẽ hở hay nắm giữ tài sản của chính các hãng phương Tây rời bỏ Nga. Ngoài ra, Nga còn chủ động chuyển sang xây dựng nền kinh tế thời chiến. Đối với dân thường Nga, tình hình không đến nỗi tệ chút nào. Các kệ trong siêu thị vẫn đầy áp hàng hóa, các nhà hàng vẫn nhộn nhịp thực khách, tiền lương và lương hưu vẫn tăng, dù không mạnh như mức độ tăng của lạm phát, nhưng vẫn đủ để giới chức Kremlin tuyên bố Nga đang đứng vững bất chấp những nỗ lực cao nhất của phương Tây nhằm phá hủy nền kinh tế Nga. Phương Tây vẫn chìm sâu trong cách nhìn nhận này. Hồi tháng 6 năm 2023, khi Ukraine mở chiến dịch phản công, Tổng thống Ba Lan Duda còn tuyên bố rằng người Nga cần cảm thấy vị đắng của thất bại. Tất nhiên, theo kết quả thăm dò dư luận do Trung tâm Levada tiến hành vào tháng 10 năm 2023, 56% người dân Nga muốn chuyển sang đàm phán hòa bình, 34% số người được hỏi ủng hộ rút quân khỏi Ukraine. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Putin vẫn rất cao, trên mức 80%. Trong khi người dân Nga đoàn kết quanh Tổng thống Putin, những nước phương Tây ủng hộ Ukraine lại dường như đang đánh mất quyết tâm của mình. Tháng 12 năm 2023, ban lãnh đạo Liên minh châu Âu EU đã không thông qua được gói viện trợ tài chính 50 tỷ euro dành cho Ukraine, mặc dù họ đồng ý khởi động đàm phán về việc Ukraine gia nhập EU. Trong khi đó, Quốc hội Mỹ cũng không thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Hiện nay, bản thân Tổng thống Mỹ Biden đã chuyển từ ủng hộ Ukraine chừng nào họ cần sang tuyên bố ủng hộ Ukraine chừng nào chúng ta còn khả năng. Dòng viện trợ nước ngoài suy giảm khiến vị thế của Ukraine trên chiến trường cũng suy yếu theo. Không những thế, Ukraine còn phải chứng kiến sự chia rẽ giữa Tổng thống Zelensky và Tổng tư lệnh quân đội nước này là tướng Valery Zaluzny. Theo hãng tin RT, hôm 9 tháng 1, phát ngôn không quân Ukraine Yuri Inat cho biết các cuộc không kích dữ dội của Nga buộc Ukraine phải sử dụng số lượng phương tiện phòng không tương ứng. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần nhiều vũ khí hơn do Nga không ngừng tăng cường tấn công. Trong hai tuần qua, Nga đã liên tục không kích, phóng hàng trăm tên lửa và UAV nhằm vào các nhà máy vũ khí và nhiều mục tiêu ở các thành phố của Ukraine. Cuộc tấn công của Nga vào sáng ngày 8 tháng 1 đã hướng tới các cơ sở công nghiệp quân sự ở khu vực Kharkov, Dnipropetrov, Khmelnytsky và Zaporizhia. Kiev thừa nhận các hệ thống phòng không nước này không đánh chặn được hầu hết tên lửa mà Nga đã phóng. Theo ông Inat Ukraine đang phụ thuộc vào nguồn cung tên lửa cho các hệ thống phòng không mà nước này sử dụng, có nguồn gốc từ phương Tây và Liên Xô cũ. Tham gia một hội nghị quốc phòng trực tuyến được tổ chức ở Thụy Điển hôm 7 tháng 1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay Kiev đang thiếu hệ thống phòng không ở cả vùng xung đột và tại các thành phố lớn. Sự kiệt sức của các hệ thống phòng không Ukraine xảy ra vào thời điểm nhà cung cấp quân sự lớn nhất của Kiev là Mỹ đã hết tiền để gửi thêm vũ khí. Theo đó, để xuất viện trợ bổ sung 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine từ chính quyền tổng thống Joe Biden vẫn chưa được quốc hội Mỹ thông qua. Trong khi đó, gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro, tương đương 54,6 tỷ đô la Mỹ của Liên minh châu Âu cũng chưa được thông qua do Hungary phủ quyết vào tháng 12 năm 2023. Theo một báo cáo từ tờ Softp ngày 9 tháng 1 cho rằng, dường như Nga đang gắn một thiết bị vào bụng của máy bay không người lái với một đầu đạn được nâng cấp, khiến loại vũ khí này có thể trở thành cơn ác mộng với đối phương. Zala KIB UAV do công ty vũ khí Kalashnikov Concern của Nga sản xuất, có đầu đạn cải tiến OFBCH 2.5. Đầu đạn được chế tạo từ thuốc nổ Okafon, mạnh gấp 1,7 lần thuốc nổ TNT, theo European Defense Review. Theo cuộc phỏng vấn của Russia 24 với chủ tịch tập đoàn Kalashnikov, ông Alan Lushnikov, dù chưa rõ khi nào Nga sẽ đưa ra la KIB UAV vào sử dụng trên chiến trường, nhưng những chiếc UAV này có thể đã được chuyển giao cho quân đội Nga các cuộc thử nghiệm UAV đã hoàn tất thành công và lô đầu tiên đang được chuyển đến các đơn vị. Đây là một bước đi quan trọng vì trên thực tế đây là một sản phẩm mới. Ông Lushnikov cho hay. Phiên bản đầu tiên của Zala KIB UAV được giới thiệu vào năm 2019 có một số tính năng vượt trội, bao gồm khả năng di chuyển gần như im lặng trong 30 phút với tốc độ tối đa 130 km h Tuy nhiên, Zala KIB UAV ban đầu gặp hạn chế bởi đầu đạn tương đối nhỏ và ít được sử dụng hơn so với các máy bay không người lái cùng loại khác của Nga như Lancet. Phiên bản nâng cấp của Zala KIB UAV có thể sẽ tạo ra một đòn tấn công mạnh mẽ hơn nhiều vào các mục tiêu của Ukraine. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV vào tháng 10 năm 2023, Nga đã ra mắt phiên bản máy bay không người lái Lancet East the Light 53 mới, bao gồm hệ thống dẫn đường tự động có thể phân biệt các loại mục tiêu và tăng tỷ lệ tấn công thành công. Nga sử dụng loại UAV này để tấn công các thiết bị quân sự của Ukraine từ xe tăng đến pháo binh. ISBK cho biết, dù được nâng cấp hệ thống dẫn đường, ISDL-53 vẫn thiếu đầu đạn đủ mạnh để gây thiệt hại đáng kể cho hầu hết các mục tiêu quân sự quan trọng. Trong khi đó, phiên bản mới của Zala KIB UAV có thể được sử dụng để tấn công một số mục tiêu mà UAV Lancet và các máy bay không người lái khác không thể tiếp cận được. Trong những tháng gần đây, Nga đã nỗ lực thay đổi chiến lược tấn công trên không nhằm gây khó khăn hơn cho lực lượng Ukraine trong việc đánh chặn máy bay không người lái. Ở một diễn biến liên quan, hãng thông tấn Ukraine Ukraine ngày 8 tháng 1 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine Yuri Inat khẳng định quân đội nước này đã bắn hạ 25 trong số 63 tên lửa bội siêu thanh Kinza do quân đội Nga phóng kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022. Mùa xuân năm ngoái, chúng tôi đã có được hệ thống tên lửa đất đối không Patriot và khả năng phá hủy tên lửa đạn đạo phóng từ trên không, ông Inat khẳng định. Không quân Ukraine tuyên bố đã đánh chặn tất cả 10 tên lửa bội siêu thanh Kinza do Nga phóng vào Ukraine trong ngày 2 tháng 1. Trước đó, không quân Ukraine nói rằng hệ thống phòng không Patriot đã được sử dụng để đánh chặn tên lửa Kinza của Nga phóng sáng ngày 4 tháng 5 năm 2023, theo The Kiev Independent. Tuy nhiên, hãng tin TASS sau đó dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga nói rằng thông tin bắn hạ tên lửa Kinza là tin giả lập luận rằng tốc độ của Kinza vượt xa các chế độ tấn công tối đa của hệ thống Patriot. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video cho thấy các đơn vị tấn công của nhóm chiến đấu Yu đang trải qua quá trình huấn luyện. Trong đoạn video về cuộc tập trận này, có thể thấy các quân nhân Nga đang mài rũa kỹ năng chiến đấu cận chiến, trải qua huấn luyện sử dụng vũ khí nhỏ mới, súng máy cỡ nòng lớn và súng phóng lựu cầm tay. Các cuộc diễn tập ưu tiên thiết lập sự gắn kết và liên lạc hiệu quả với bộ chỉ huy. Bộ Quốc phòng tiết lộ các quân nhân được đào tạo và nâng cao liên tục trên cơ sở luân phiên. Tất cả những người hướng dẫn đều có kinh nghiệm sâu rộng về các hoạt động chiến đấu trong khu vực tiến hành kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine và trong các cuộc xung đột vũ trang khác. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng quân nga đã gây ra tổn thất cho các lực lượng và phương tiện quân sự của Ukraine ở Donetsk. Moscow đã sử dụng các phương tiện trên không pháo và súng phun lửa hạng nặng để tấn công các lữ đoàn cơ giới 22, 72, lữ đoàn tấn công trên không 95 và lữ đoàn phòng thủ mặt đất 113 của Ukraine tại các khu vực Antonovka, Bodanovka và Klitschipka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Cũng theo dữ liệu của bộ này, đối phương đã tổn thất 240 binh sĩ cùng 4 xe tải chở quân nhân và một lựu pháo D-30. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã tiến hành một cuộc tấn công nhóm sử dụng các vũ khí chính xác cao phóng từ biển và từ trên không, trong đó có tên lửa siêu thanh kinh gia. Cuộc pháo kích diễn ra vào buổi sáng nhắm vào các cơ sở quân sự và công nghiệp của đối phương. Theo không quân Ukraine, cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở Kharkov, Dnipro và Khaminitsky cùng với một số phần của khu vực Zaporizhia do Kiev kiểm soát. Các nhà chức trách tại Kaminitsky thông báo có 6 vụ nổ, trong đó có một vụ tấn công nhắm vào một cơ sở hạ tầng không xác định và khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Theo các quan chức ở Kharkov, ít nhất 4 cuộc tấn công tên lửa đã phá hủy các cơ sở kinh doanh và giáo dục, gây ra một số thương vong. Không quân Ukraine thông báo chỉ bắn hạ được 18 trong số 51 tên lửa mà Nga đã phóng. Họ cũng thừa nhận đã thất bại trong việc đánh chặn 4 tên lửa Kinza, gia, 6 tên lửa Iskander-M và 8 tên lửa X-22. Người phát ngôn không quân Ukraine ông Yuri Inat giải thích Nga đã phóng một số lượng lớn tên lửa đạn đạo mà ông cho là chỉ có thể bắn hạ bởi một hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất và một hệ thống phòng không tiên tiến tương tự. Loạt tấn công mới đây diễn ra sau khi New York Times đưa tin ngày 6 tháng 1 năm 2024 rằng Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cảnh báo họ sẽ không thể cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraine bởi vì các thành viên Đảng Cộng Hòa tiếp tục cản trở yêu cầu hỗ trợ bổ sung 60 tỷ đô la Mỹ cho Kiev mà Tổng thống Biden đề xuất. Đảng Cộng Hòa cũng đã nhiều lần yêu cầu chính quyền Tổng thống Biden làm nhiều hơn nữa để tăng cường an ninh cho biên giới Mỹ và coi đó là điều kiện tiên quyết trong một thỏa thuận tiềm năng. Nga đã tăng cường không kích các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng của Ukraine để đáp trả việc Kiev tấn công và Benkorod và Donetsk. Bên cạnh đó, vừa qua một đoạn video ghi lại khoảnh khắc rocket từ tổ hợp HIMARS của Ukraine bắn trúng pháo nhiệt áp TOS-1A của Nga tạo ra một vụ nổ lớn. Lực lượng đặc nhiệm Ukraine đăng lên Telegram video pháo phun lửa TOS-1A của Nga bị tập kích khi ẩn nấp trong khu rừng ở mặt trận phía Nam. Trong video, máy bay không người lái UAV chính sát của đặc nhiệm Ukraine phát hiện tổ hợp pháo TOS-1A dưới tàn cây. UAV sau đó đã chuyển tọa độ mục tiêu cho trung tâm chỉ huy để triển khai đòn tập kích. Đòn đánh đã tạo ra nhiều vụ nổ nhỏ và kết thúc bằng một vụ nổ lớn cùng với một cuộc khói hình nấm bay lên bầu trời. Đây là hình ảnh đặc trưng khi đạn nhiệt áp của pháo TOS-1A bị kích hoạt. Tài khoản của lực lượng đặc nhiệm Ukraine cho biết TOS-1A đã bị phá hủy hoàn toàn hay xem nó bốc cháy rực rỡ thế nào. Thêm rằng cuộc tập kích được tiến hành bằng pháo phản lực HIMARS do Mỹ chuyển giao. Lực lượng đặc nhiệm Ukraine không tiết lộ thời điểm của cuộc tấn công. Song hình ảnh rừng cây cho thấy nó nhiều khả năng diễn ra hồi mùa hè. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên. Máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất UAV FBV thời gian qua được quân đội Ukraine và Nga triển khai dày đặc trên chiến trường. Loại vũ khí giá rẻ này có thể dễ dàng hạ gục xe tăng, thiết giáp đắt hơn hàng nghìn lần, bật đòn tấn công tự sát vào những vị trí hiểm yếu nhất trên xe. Theo một đơn vị về binh quốc gia Ukraine đang tác chiến tại mặt trận Zaporizhia, mối đe dọa từ UAV FPV khiến họ phải bỏ lại xe thiết giáp để đi bộ gần 10 km tới tiền tuyến trong nhiều tháng qua. Và và, chỉ huy đơn vị cho biết trong cuộc phỏng vấn, di chuyển bằng xe cơ giới trong tình huống này cực kỳ nguy hiểm, chúng tôi chỉ có thể hành quân bộ. Các thành viên lữ đoàn cơ giới độc lập số 117 tại Zaporizhia cũng từng phải quốc bộ hơn 6 km trong điều kiện mưa rét, bùn lầy để lần tránh UAV Nga. Một thành viên lữ đoàn cho biết họ đã ngừng dùng xe cứu thương để chở thương binh vì chúng liên tục bị UAV Nga nhắm mục tiêu thay vào đó họ sử dụng mẫu xe địa hình bốn bánh tự chế có gắn thêm cáng do chúng có kích thước nhỏ và độ linh hoạt cao khó bị uav đối phương phát hiện truy đuổi hơn hành quân bộ khiến tốc độ di chuyển của lính ukraine chậm đi đáng kể nhưng đây là giải pháp an toàn hơn cho họ một đòn đánh chính xác của uav nga vào xe tiết giáp chở quân có thể xóa sổ một tiểu đội ukraine cùng lượng lớn khí tài vật tư trong xe khi họ dàn đội hình ra để hành quân bộ nga sẽ không thể gây thiệt hại lớn như vậy chỉ bằng một đòn đánh Việc đi bộ cũng giúp binh sĩ Ukraine linh hoạt hơn trong tránh né UAV, nhất là khi khí tài này được điều khiển thủ công hoàn toàn, đòi hỏi người vận hành phải có kỹ năng sử dụng tay cầm hết sức thành thạo mới có thể tập kích chính xác mục tiêu. Cả quân đội Nga và Ukraine đều sử dụng UAV FPV để săn lùng và tấn công các mục tiêu do quy trình rất nhanh gọn. Họ không phải đợi chờ truyền tọa độ về phía sau và đề nghị bên pháo binh tấn công. Binh sĩ Ukraine cho biết họ dùng UAV thay cho trọng pháo là vì đạn pháo hiện nay ngày càng khan hiếm trong khi UAV lại rẻ và có khả năng tấn công nhanh. Tuy nhiên, UAV của Ukraine gặp phải một vấn đề là Nga phát ra sóng gây nhiễu rất mạnh, khiến UAV của họ không hoạt động hiệu quả. Đối diện với UAV Nga, lính Ukraine cho biết bây giờ việc đi lại bằng ô tô trở nên cực kỳ nguy hiểm. Trước kế hoạch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, Nga vẫn đang trong quá trình khám phá công nghệ FPV. Dù đã chỉnh làng một số mẫu drone tiên tiến như Chrome, Okhotnik và Oklan 10, song việc triển khai hàng loạt vẫn chưa được thực hiện cho đến khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra, đẩy nhanh bước tiến của Moscow. Trong khi các công ty lớn và văn phòng thiết kế đóng vai trò quan trọng vào tiến trình đổi mới các mẫu drone FPV ở Nga, những nhà phát minh đam mê drone tại nước này đã tiên phong trong các dự án drone cầm tử, thường là tại các gara tạm bỡ. Đáng chú ý nhiều cải tiến đã được đưa vào thử nghiệm thực tế ngay lập tức trong môi trường chiến đấu. Chúng sẽ được đánh giá tính hiệu quả hoặc được trả lại để sửa đổi dựa trên yêu cầu ứng dụng của quân đội. Việc quân đội Nga triển khai drone FPV trên tiền tuyến thể hiện khả năng phục hồi và thích ứng của drone trong các hệ thống hiện đại về mặt kỹ thuật, nhằm đáp ứng nhu cầu trước mắt về mặt nhân sự, mang lại lợi thế chiến lược trong các tình huống chiến đấu tích cực. Một đặc điểm đáng chú ý chính là hiệu quả ấn tượng của nhà sản xuất các hệ thống vũ khí này. Họ có thể sản xuất hàng trăm chiếc UAV hàng ngày bằng cách sử dụng công nghệ in 3D như UP. Tháng 12 năm ngoái, tổng thống Vladimir Putin đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng Phát triển Chiến lược nêu bật kế hoạch triển khai các dự án quốc gia mới vào năm 2024 sau khi hoàn thành các dự án hiện tại. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, dự án quốc gia phát triển UAS, hệ thống máy bay không người lái sẽ được triển khai tại Nga. Ngoài ra, dự án quốc gia mới mang tên phát triển phương tiện không người lái cũng sẽ được khởi động trong năm nay. Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, ông Dmitry Chernyshenko đã nêu bật những sáng kiến này. Ông tuyên bố mục tiêu chính của dự án này là thiết lập chủ quyền công nghệ ở Liên bang Nga trong lĩnh vực phát triển UAV. Dự án này có kế hoạch phân bổ khoảng 11,2 tỷ đô la Mỹ, bao gồm 5 hợp phần liên bang, kích thích nhu cầu về UAS trong nước, đào tạo nhân lực về công nghệ drone, thúc đẩy công nghệ tiên tiến, phát triển cơ sở hạ tầng, đảm bảo an toàn và thiết lập hệ thống chứng nhận. Thưa quý vị, trong tuyên bố được đưa ra sau hội nghị trực tuyến với Ukraine, NATO cho biết các quốc gia thành viên của liên minh quân sự này đã lập kế hoạch cung cấp hàng tỷ euro bổ sung dành cho Ukraine trong năm 2024. Trong tuyên bố được đưa ra sau hội nghị trực tuyến với Ukraine, NATO cho biết các quốc gia thành viên của Liên minh quân sự này đã lập kế hoạch cung cấp hàng tỷ euro bổ sung dành cho Ukraine trong năm 2024. Hội nghị của NATO được tổ chức theo yêu cầu từ phía Ukraine. Đại diện Ukraine tham dự cuộc họp trực tuyến gồm Trung tướng Mykola Oleschuk, Tư lệnh Không quân Ukraine và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Oleksiy Serhiev. Cùng ngày, phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bà Edem Ushano, quan chức cấp cao thuộc Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, OCHA, xác nhận các cơ quan của Liên Hợp Quốc trong tuần tới sẽ tìm kiếm 3,1 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong năm 2024. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Geneva, thông tin trên được bà Ursono đưa ra giữa lúc OCHA và các ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn đang chuẩn bị công bố các kế hoạch hỗ trợ Ukraine vào ngày 15 tháng 1. OCHA ước tính sẽ có hơn 14,6 triệu người, tương đương khoảng 40% dân số Ukraine nhận được hỗ trợ nhân đạo trong năm nay. Cam kết là vậy, tuy nhiên giới quân sự phương Tây đang phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt trên chiến trường – khi bàn cờ quân sự có sự đảo chiều so với mục tiêu ban đầu họ đề ra. Cụ thể, sau khi Nga phát động kế hoạch quân sự nhằm vào Ukraine vào đầu năm 2022, phương Tây mặc định rằng chế độ của Tổng thống Nga Putin sẽ nhanh chóng khuỵu ngã do sức nặng của các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt. Khi ấy, hầu hết các nhà quan sát của phương Tây chỉ tưởng tượng được hai kịch bản, hoặc là Nga sẽ dễ dàng chiếm được thủ đô Kiev của Ukraine sau một thời gian nhất định, đưa Ukraine đi theo quỹ đạo của Nga, hoặc là Nga sẽ nhanh chóng bị đánh bại, khiến ông Putin phải rút quân khỏi Ukraine và công nhận toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Do vậy, khi chiến dịch tiến công của Nga khựng lại trong giai đoạn đầu, Thủ tướng Anh khi đó là Boris Johnson đã tới thăm Kiev, thậm chí khuyên Ukraine rằng họ nên chiến đấu thay vì ngồi vào bàn đàm phán. Tư tưởng của Anh nói riêng và của phương Tây nói chung là nên để cho Nga thua, từ đó làm suy yếu cả nền kinh tế và quân đội của nước này, hủy hoại vị thế của Tổng thống Putin. Cách nhìn nhận và thông tin của phương Tây lúc ấy đi theo hướng Nga sẽ thua, lập luận của họ như sau. Ukraine giành được sự ủng hộ hết mình của phương Tây với dòng viện trợ vũ khí và tài chính mạnh mẽ, trong khi Nga lại không có đủ vũ khí khí tài chưa kể vũ khí khí tài cũng như chiến thuật của Nga đều lạc hậu. Thế nhưng cuối cùng Nga vẫn duy trì được cuộc giao tranh kéo dài. Bên cạnh mặt trận nóng, các chế tài trừng phạt của phương Tây được thiết kế nhằm công kích cá nhân ông Putin với hy vọng người dân sẽ nổi dậy thay đổi chế độ chính trị tại Nga, nhưng cuối cùng phương Tây lại không ngờ rằng các biện pháp hạ bệ hình ảnh của Nga lại chỉ càng làm cho người Nga thêm quyết tâm đối đầu với phương Tây. Nga tiếp tục phát huy lợi thế của họ về số lượng, đồng thời nâng cấp phương thức tác chiến và đẩy mạnh hoạt động công nghiệp quốc phòng. Trong nước, Nga đã giảm thiểu tác động tiêu cực từ các lệnh trừng phạt bằng nhiều biện pháp như lách qua các kẽ hở hay nắm giữ tài sản của chính các hãng phương Tây rời bỏ Nga. Ngoài ra, Nga còn chủ động chuyển sang xây dựng nền kinh tế thời chiến. Phương Tây vẫn chìm sâu trong cách nhìn nhận này. Hồi tháng 6 năm 2023, khi Ukraine mở chiến dịch phản công, Tổng thống Ba Lan Duda còn tuyên bố rằng người Nga cần cảm thấy vị đắng của thất bại. Trong khi người dân Nga đoàn kết quanh Tổng thống Putin, những nước phương Tây ủng hộ Ukraine lại dường như đang đánh mất quyết tâm của mình. Tháng 12 năm 2023, ban lãnh đạo Liên minh châu Âu EU đã không thông qua được gói viện trợ tài chính 50 tỷ euro dành cho Ukraine mặc dù họ đồng ý khởi động đàm phán về việc Ukraine gia nhập EU. Trong khi đó, Quốc hội Mỹ cũng không thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Hiện nay, bản thân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chuyển từ ủng hộ Ukraine chừng nào họ cần sang tuyên bố ủng hộ Ukraine chừng nào chúng ta còn khả năng. Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Thụy Điển, Trung tướng Michel Klassen cho biết, sự thiếu hụt đạn dược ở châu Âu đã khiến giá đạn dược tăng cao khi các quốc gia phương Tây tranh giành bổ sung kho dự trữ của mình trong khi đó vẫn phải viện trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Phát biểu với đài truyền hình quốc gia Sveriges Radio, tướng Kolesin cho biết cuộc xung đột đã dẫn đến nhu cầu tăng đột biến trong một khoảng thời gian rất ngắn. Ông cũng mô tả mức tăng này là đáng kể. Chúng tôi sẽ không đưa ra con số chính xác, nhưng chúng tôi đang nói về mức tăng từ 5 đến 10 lần so với thời điểm trước khi xung đột, đồng thời lưu ý rằng xung đột ở Ukraine không chỉ ảnh hưởng đến giá thành đạn dược mà còn cả các trang thiết bị quân sự khác. Theo ông, đạn pháo cho pháo tự hành Archer 155mm do Thụy Điển chế tạo hiện đắt gấp 8 lần so với năm 2021. Ông cho rằng mức tăng khó tin này là do các nước đều đang mua vào số lượng lớn đạn dược không chỉ ở Thụy Điển mà khắp châu Âu. Tướng Gleason nhấn mạnh, tất cả những điều trên tạo ra nhu cầu và sự cạnh tranh gai gắt. Về cơ bản giống như thể mọi người đang xếp hàng để mua đạn pháo vậy. Bình luận về việc mua sắm vũ khí vào cuối tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pan Johnson thừa nhận rằng đất nước của ông đang rơi vào tình thế khó khăn vì không chỉ hỗ trợ Ukraine mà còn phải lo liệu an ninh của chính mình. Tính đến tháng 12, Stockholm đã cung cấp cho Kiev 2,2 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự. Phát biểu trực tuyến tại hội nghị quốc phòng được tổ chức ở Thụy Điển, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các đối tác châu Âu của ông tạo ra một kho vũ khí để bảo vệ tự do bằng cách đẩy mạnh sản xuất vũ khí chung. Các quan chức Nga đã nhiều lần nói rằng việc phương Tây thúc đẩy trang bị vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột, đồng thời trở thành gánh nặng đối với các quốc gia này. Vào tháng 10, thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng tiềm năng sản xuất đạn dược của tập thể phương Tây là có hạn, đồng thời cho biết họ sẽ phải mất nhiều thời gian để huy động các nguồn lực của mình, một nỗ lực mà ông cho rằng có thể gây ra một số xung đột nhất định. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba hồi tháng trước thừa nhận rằng Kiev cảm nhận được sự mệt mỏi vì chiến tranh, ngày càng tăng ở phương Tây, và thừa nhận cuộc phản công của nước này không mang lại kết quả như mong muốn. Trong khi Moscow mô tả nỗ lực của Kiev là một thất bại hoàn toàn, đồng thời cho rằng Ukraine đã mất khoảng 160.000 quân trong 6 tháng phản công. Trong cuộc xung đột tiêu hao giữa Nga và Ukraine, kể từ đầu cuộc xung đột, Mỹ và đồng minh đã chuyển hơn 2 triệu quả đạn pháo 155 mm cho Ukraine. Tuy nhiên, con số là không đủ với tốc độ bắn của pháo binh Ukraine mỗi ngày. Đứng trước tình trạng thiếu hụt đạn pháo, Lầu năm góc đã phải mở rộng một loạt dây chuyền sản xuất đạn pháo, không chỉ để tăng viện trợ cho Ukraine mà còn bổ sung số đạn đã chuyển giao trước đó về các kho dự trữ. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hồi tháng 7 thừa nhận kho dự trữ của Washington đang thiếu đạn pháo 155mm và có thể mất nhiều năm để bổ sung kho dự trữ đến mức chấp nhận được. Lầu Năm Góc hiện đã chi 2,26 tỷ đô la Mỹ để các nhà thầu quốc phòng tăng năng suất sản xuất đạn pháo 155mm từ 14.000 viên lên 20.000 viên mỗi tháng. Năng lực này dự kiến sớm đạt mức 28.000 viên mỗi tháng, với mục tiêu xuất xưởng 1 triệu viên đạn pháo vào mùa thu năm 2025. Được biết Ukraine sử dụng khoảng 40.000 quả đạn pháo cỡ nòng 155 mm của NATO mỗi tháng, trong khi tổng đạn pháo được châu Âu sản xuất mỗi năm vào khoảng 300.000 quả. Năng lực sản xuất của châu Âu hoàn toàn không đủ đáp ứng nhu cầu của Ukraine. Ngay cả khi xung đột kết thúc sớm, châu Âu sẽ cần tới 15 năm để bổ sung kho dự trữ vũ khí với tốc độ sản xuất hiện tại. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết cần thêm 500 đến 600 triệu bảng Anh, tương đương với hơn 600 đến 700 triệu đô la Mỹ cho ngân sách Anh để bắt đầu bổ sung kho dự trữ đạn dược. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đầu năm nay nói xung đột Ukraine khiến Pháp cần phải tăng cường năng lực sản xuất và quân sự. Trong một bài phát biểu, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, chúng tôi đã có những quyết định sai lầm về nguồn cung đạn dược trong những thập kỷ qua. chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác thưa quý vị theo hãng tin reuters tại cuộc họp của hội đồng bảo an liên hợp quốc hôm mùng 10 tháng 1 đại sứ hàn quốc quang jun kuk cáo buộc việc nga sử dụng tên lửa triều tiên đã giúp bình nhưỡng thu được những thông tin có giá trị về mặt kỹ thuật và quân sự về vũ khí của nước này theo hãng tin reuters tại cuộc họp của hội đồng bảo an liên hợp quốc ngày mùng 10 tháng 1 Đại sứ Hàn Quốc Wang Jung-kuk cáo buộc việc Nga sử dụng tên lửa Triều Tiên đã giúp bình nhưỡng thu được những thông tin có giá trị về mặt kỹ thuật và quân sự về vũ khí của nước này. Ông Wang nói: "Bằng cách chuyển tên lửa cho Nga, Triều Tiên đã biến Ukraine thành bãi thử các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Một số chuyên gia đánh giá tên lửa bắn vào Ukraine là KN-23 mà Triều Tiên tuyên bố có thể mang đầu đạn hạt nhân. Ông nói thêm tên lửa KN-23 có thể bay xa 460 km, tương đương khoảng cách từ bãi phóng của Triều Tiên tới thành phố Busan của Hàn Quốc." Cũng tại cuộc họp, Mỹ và các nước đồng minh đã lên án điều mà họ mô tả là việc Nga dùng tên lửa Triều Tiên để tấn công Ukraine. Tuy nhiên, đại sứ Nga Vasily Nebenzia nhấn mạnh Mỹ dường như đang truyền bá thông tin sai. Theo ông Nebenzia, các nước phương Tây đã biến phiên họp của Hội đồng Bảo an thành cuộc tuyên truyền chống Nga. Đại sứ Nebenzia nói, các thành viên phương Tây trong Hội đồng Bảo an lại tiếp tục nhắc lại cái gọi là sự thật rằng quân đội Nga đang sử dụng tên lửa Triều Tiên ở Ukraine. Ông Nebenzia cho biết Quan chức không quân Ukraine từng tuyên bố không có bằng chứng về thông tin Nga sử dụng tên lửa Triều Tiên để tập kích. Ông Nebenzia nói, do đó, Mỹ rõ ràng đang lan truyền thông tin sai lệch mà không cần xác thực. Mỹ nhiều lần cáo buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga sử dụng trong xung đột với Ukraine. Moscow và Bình Nhưỡng đều bác bỏ. Nga gọi đây là tin giả, trong khi Triều Tiên cáo buộc Mỹ bôi nhọ hình ảnh của họ bằng cách vẽ ra những thứ không tồn tại. Vào tháng 11 năm 2023, chính quyền Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có thể đã cung cấp tên lửa đạn đạo tầm ngắn SRBM cho Nga như một phần của thỏa thuận vũ khí lớn hơn, bao gồm cả việc cung cấp tên lửa chống tăng, tên lửa phòng không, đạn pháo, đạn cối và súng trường. Trước đó, truyền thông Nhật Bản đưa tin rằng Triều Tiên đã vận chuyển đạn dược bao gồm cả đạn pháo tới Nga bằng tàu hỏa. Tuy nhiên, Triều Tiên đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ thông tin nêu trên, nhấn mạnh Triều Tiên vẫn không thay đổi lập trường nguyên tắc của mình về vấn đề giao dịch vũ khí với Nga, điều chưa bao giờ xảy ra. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao nước này gọi cáo buộc Triều Tiên cung cấp đạn dược cho Nga là vô căn cứ. Về phía Nga, theo Reuters, Điện Kremlin không trả lời yêu cầu bình luận về khẳng định của Mỹ rằng Nga đã bắn tên lửa đạn đạo tầm ngắn do Triều Tiên cung cấp vào Ukraine. Trước cáo buộc của Mỹ rằng Triều Tiên cung cấp tên lửa cho Nga sử dụng để tấn công Ukraine, thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov đã lên tiếng. Trong bản tin phát đi ngày 10 tháng 1, hãng thông tấn Sputnik của Nga cho biết khi được hỏi điện Kremlin bình luận thế nào về cáo buộc của Nhà Trắng rằng Nga có thể sử dụng tên lửa do Triều Tiên cung cấp để tấn công Ukraine, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov nói: "Không bình luận. Chúng tôi không có bình luận gì về điều đó." Trước đó, tại cuộc họp báo hôm 5 tháng 1, phóng viên Reuters đã nêu câu hỏi về lập trường của Trung Quốc đối với việc chuyển giao vũ khí giữa Triều Tiên và Nga trong tư cách là thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiều lần kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân trả lời rằng. Tôi không biết về sự hợp tác mà bạn đề cập tới. Lập trường của Trung Quốc về vấn đề Ukraine là nhất quán và rõ ràng. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các bên sẽ nỗ lực giảm bớt căng thẳng và tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy tạo cơ hội chính trị giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo Reuters, hôm 10 tháng 1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư cho bà Sarah Lande, một người bạn cũ của ông ở bang Iowa của Mỹ. Trong bức thư, ông Tập nhấn mạnh rằng những thành tựu trong quan hệ Trung-Mỹ phụ thuộc vào nỗ lực của nhân dân hai nước. Ông Tập viết, Trung Quốc là quốc gia đang phát triển lớn nhất thế giới, còn Mỹ là quốc gia phát triển lớn nhất. Tương lai của thế giới đòi hỏi quan hệ song phương giữa hai nước trở nên ổn định hơn, tốt đẹp hơn. Để phát triển mối quan hệ Trung-Mỹ, nỗ lực chung của nhân dân hai nước là một trong những điều quan trọng nhất. Cũng theo chủ tịch Trung Quốc, Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Washington để xây dựng một thế giới hòa bình, thịnh vượng và cởi mở cho tất cả mọi người. Ông Tập Cận Bình gặp bà Trê và nhóm cư dân thân thiết ở bang Iowa vào năm 1985. Khi ông tới đây, công tác với tư cách là người đứng đầu một phái đoàn về chế biến thực phẩm của tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ông Tập khi đó 31 tuổi đã được nhóm cư dân địa phương đón tiếp nồng nhiệt trong hai tuần. Nhóm cư dân Iowa này vẫn giữ quan hệ tốt đẹp với chủ tịch Trung Quốc, hàng thập kỷ và được gọi là nhóm lão bằng hữu ở Mỹ của ông. Ông gặp lại Landry ở quê hương Muscatine của bà năm 2012. Tại Trung Quốc, cách gọi lão bằng hữu thể hiện cảm tình với đối phương, đồng thời cho thấy sự quen biết và tin cậy. Trong bức thư gửi bà Landry năm 2022, Chủ tịch Trung Quốc kỳ vọng rằng những người bạn cũ ở Iowa sẽ tiếp tục đóng góp vào công cuộc xây dựng tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Khi thăm Mỹ vào tháng 11 năm 2023, ông Tập cũng mời bà và những người bạn cũ tới sự một buổi tiệc tối. Bà Lante khi đó nhớ lại, ông ấy muốn học cách để phát triển nông nghiệp nhằm chăm lo cho người dân. Và ông ấy cũng rất muốn ngắm sông Mississippi. Ông Gary Dvorak, một người dân Muscatine khác tiết lộ, ông Tập đã ở tại nhà của họ trong chuyến công du vào năm 1985. Chủ tịch Trung Quốc lúc đó thường hay trò chuyện với gia đình họ về phim ảnh. Ông Ken Quinn, cựu chủ tịch tổ chức Giải thưởng Lương thực Thế giới cho biết, khi lần đầu tới Mỹ, ông Tập chưa phải là một người có sức ảnh hưởng lớn như hiện tại, nhưng sự mến khách của người dân Iowa đã khiến ông ấy cảm động. Khi ông Tập trở lại Mỹ trước khi chuẩn bị lên làm chủ tịch Trung Quốc vào năm 2012, ông đã có buổi tụ họp với những người bạn cũ tại nhà của bà Lande ở Muscatine. Bà Lande nhớ lại, ông ấy nói rằng: "Các bạn là những người đầu tiên tôi gặp khi tới Mỹ và với tôi, các bạn là nước Mỹ." Trước đó, Reuters dẫn thông báo từ lầu năm góc cho hay hôm 9 tháng 1, Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc hai ngày đối thoại quân sự tại Washington. Theo Lầu Năm Góc, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, đặc trách Trung Quốc và Mông Cổ Mitchell Chase đã gặp Thiếu tướng Song Yan Phó tránh văn phòng quân ủy Trung ương Trung Quốc, phụ trách hợp tác quân sự quốc tế. Thông báo có đoạn, hai bên đã thảo luận về quan hệ quốc tế Mỹ-Trung Quốc và tiến sĩ Chase đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc mở giữa quân đội hai nước nhằm ngăn chặn sự cạnh tranh chuyển sang xung đột. Đồng thời trong điện mừng nhân dịp kỷ niệm 45 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 1 tháng 1 năm 1979, mùng 1 tháng 1 năm 2024, vào ngày đầu tiên của năm mới, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng khẳng định để thúc đẩy mối quan hệ song phương tốt đẹp, đồng thời kêu gọi hai bên cùng thực hiện những hành động thiết thực góp phần đưa quan hệ ngày càng phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững. Bắc Kinh và Washington căng thẳng vì nhiều vấn đề như thương mại, nguồn gốc Covid-19 và tình hình Hồng Kông, Đài Loan Trung Quốc. Tuy nhiên, quan hệ hai nước được đánh giá đang trên đà tan băng sau chuyến thăm Mỹ năm ngoái của ông Tập Cận Bình. Dù vậy, giới quan sát cảnh báo quan hệ Trung Mỹ có thể tiếp tục đối mặt nhiều sóng gió trong năm 2024, năm Mỹ tổ chức bầu cử tổng thống. Cựu thống đốc bang New Jersey, ông Chris Christie ngày 10 tháng 1 đã từ bỏ cuộc đua giành tâm vé đề cử của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2024. Sau khi không thu hút được sự ủng hộ cho chiến dịch tranh cử, tập trung chỉ trích về chính sách và tính cách của ứng cử viên hàng đầu Donald Trump. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc tranh cử sơ bộ đầu tiên của Đảng Cộng Hòa ở Iowa vào ngày 15 tháng 1 tới. Phát biểu với những người ủng hộ tại tòa thị chính ở Winham, bang New Hampshire, ông Christie đã tuyên bố chấm dứt chiến dịch tranh cử của mình và nhấn mạnh thà thua khi nói lên sự thật còn hơn nói dối để giành chiến thắng. Ông chỉ trích các đối thủ trong Đảng Cộng hòa đã không dám đối đầu trực tiếp với ông Trump, đồng thời chưa bày tỏ sự ủng hộ đối với bất kỳ ứng cử viên nào của đảng này. Trong cuộc thăm dò của Reuters Ipsos cùng ngày, tỷ lệ ủng hộ trong Đảng Cộng hòa dành cho ông Christie chỉ ở mức 2%, tương đương với cựu hạ nghị sĩ Liz Cheney, người chưa bao giờ tuyên bố là ứng cử viên tranh cử tổng thống Mỹ 2024. Trước đó, thống đốc bang North Dakota, ông Dodge Burgum, ngày 4 tháng 12 năm 2023 cũng đã từ bỏ nỗ lực giành tấm vé đề cử của Đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 sau khi tỷ lệ ủng hộ dành cho ông trong các cuộc thăm dò liên tục ở mức một chữ số. Trong khi đó, theo kết quả khảo sát do Reuters và Ipsos tiến hành, hai ứng cử viên nhiều khả năng sẽ bước vào vòng tranh cử cuối cùng là Tổng thống Joe Biden và ông Donald Trump đang có số phiếu ủng hộ tương đương nhau. Trong bối cảnh các cuộc họp đề cử ứng viên của từng tiểu bang sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 1, mở màn là cuộc họp kín của Đảng Cộng Hòa ở bang Iowa, 35% số người được hỏi trong cuộc khảo sát của Reuters cho biết sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Joe Biden và số người tỷ lệ tương tự cũng cam kết ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Theo kết quả khảo sát được công bố ngày 10 tháng 1, gần một phần ba số người trả lời không ủng hộ ứng cử viên nào. Ngoài ra, 13% số người tham gia thăm dò nói sẽ không bỏ phiếu, trong khi 9% tuyên bố sẽ ủng hộ một ứng cử viên khác và 8% chưa biết ủng hộ ai. Cuộc khảo sát ngẫu nhiên và tiến hành trực tuyến với 4.677 người trưởng thành được thực hiện trên toàn nước Mỹ, không tập trung vào các bang bỏ phiếu sớm như Iowa và New Hampshire. Kết quả cho thấy cả ông Donald Trump lẫn tổng thống Joe Biden đều là ứng cử viên sáng giá cho đề cử của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Trước đó, theo tờ Wall Street Journal, Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama mới đây đã khuyên Tổng thống đương nhiệm Joe Biden cơ cấu lại chiến dịch tranh cử của mình vì lo ngại sự trỗi dậy của Donald Trump, một đối thủ tiềm tàng thuộc Đảng Cộng hòa trong cuộc đua cho nhiệm kỳ thứ hai của ông Biden. Ông Obama đã kêu gọi các cổ vấn của ông Biden tăng cường nỗ lực tái tranh cử năm 2024 trong bối cảnh sự ủng hộ đối với Tổng thống Mỹ đương nhiệm không cao. Ông Obama tin rằng cơ hội của Tổng thống Biden sẽ được cải thiện bằng cách trao quyền cho những người trong chiến dịch tranh cử để hành động mà không cần phải xin phép Nhà Trắng. tờ Washington Post cũng trích dẫn các nguồn quen thuộc với vấn đề này đưa tin Ông Obama và ông Biden đã thảo luận về chiến dịch tranh cử tại bữa trưa riêng tại Nhà Trắng trong những tháng gần đây. Cựu Tổng thống Obama được cho là đã trở nên phấn khích khi nói về cuộc bầu cử năm 2024 và triển vọng chiến thắng của ông Trump. Ông Obama nhớ lại sự thành công của chiến dịch tranh cử năm 2012, khi các trợ lý hàng đầu phụ trách các hoạt động tái tranh cử xuất hiện trên khắp cả nước, đồng thời chỉ trích cách tiếp cận của Tổng thống Biden khi để các cố vấn của mình ở Nhà Trắng. Theo các nguồn tin giấu tên, ông Obama không đề cập đến bất kỳ điều gì cụ thể trong cơ cấu chiến dịch tranh cử, nhưng gợi ý rằng cần phải hành động quyết liệt vì các cuộc thăm dò cho thấy cựu tổng thống Trump đã tạo dựng được vị thế dẫn đầu vững chắc trong số các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử sơ bộ của đảng này. Trong chiến dịch tranh cử năm 2020, ông Obama đã tích cực hỗ trợ ứng cử viên Biden bằng cách tạo các video ủng hộ ông và tổ chức các sự kiện trên khắp nước Mỹ. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác liên quan Israel Hamas, thưa quý vị, theo Reuters và CNN, Israel trong tuần này cho biết đang lên kế hoạch rút bớt quân ít nhất là từ phía Bắc Gaza. Sau nhiều tuần chịu sức ép của Mỹ về việc giảm quy mô hoạt động và chuyển sang chiến dịch mà Washington gọi là có mục tiêu hơn. Theo Reuters và CNN, Israel trong tuần này cho biết đang lên kế hoạch rút bớt quân, ít nhất là từ phía Bắc Gaza sau nhiều tuần chịu sức ép của Mỹ về việc giảm quy mô hoạt động và chuyển sang chiến dịch mà Washington gọi là có mục tiêu hơn. Tuy nhiên, các cuộc giao tranh dường như vẫn khốc liệt hơn bao giờ hết ở khu vực miền Nam và miền Trung Gaza nơi lực lượng Israel đã mở các cuộc tấn công trên bộ vào tháng trước. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã hủy một sứ mệnh viện trợ y tế đã lên kế hoạch tới Gaza do lo ngại về an ninh. Đây là lần hủy bỏ thứ sáu trong vòng hai tuần. Trong cuộc họp báo diễn ra hôm 10 tháng 1 tại Tel Aviv, thành viên nội các chiến tranh của Israel, Benny Gantz nói Hamas không còn nắm quyền kiểm soát phần lớn giải Gaza, Ông này cũng nhắc tới tầm quan trọng của việc giải thoát các con tin bị Hamas bắt giữ ngày 7 tháng 10 năm 2023 và nói vấn đề này là ưu tiên hàng đầu trong mọi quyết định chiến đấu. Trong một dấu hiệu cho thấy cuộc xung đột kéo dài 3 tháng giữa Israel và Hamas đang lan rộng, các tàu chiến của Anh và Mỹ tại Biển Đỏ đã đẩy lùi cuộc tấn công lớn nhất của nhóm Houthi tại Yemen. Trong khi đó, theo mạng tin gzeromedia.com, ngày 1 tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang công du Trung Đông trong tuần này trong nỗ lực ngăn chặn cuộc xung đột Israel-Hamas lan rộng ra khu vực rộng lớn hơn. Nhưng Mỹ đang ngày càng gặp khó khăn trong việc phát huy ảnh hưởng của mình đối với chính phủ Israel. Trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Israel ở Tel Aviv ngày 9 tháng 1, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh gây tổn hại thêm cho dân thường ở Gaza và lưu ý rằng việc thành lập một nhà nước Palestine Cuối cùng là rất quan trọng để thúc đẩy nền hòa bình lâu dài, bền vững cho Israel và khu vực. Sau cuộc gặp với thủ tướng Benjamin Netanyahu và các quan chức hàng đầu khác của Israel, ông Blinken đã đưa ra một thông điệp rõ ràng, nói rằng Israel phải ngừng làm suy yếu khả năng tự quản của người Palestine bằng việc mở rộng các khu định cư, phá hủy nhà cửa và trục xuất họ ở bờ Tây. Nhưng trong khi ông Blinken đang đưa ra lập luận của mình, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở Gaza. Và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galan nói rằng các hoạt động của Israel ở miền nam Gaza sẽ được tiếp tục cho đến khi tiêu diệt hoàn toàn Hamas, giải thoát hàng chục con tin vẫn bị Hamas giam giữ. Chính phủ của Thủ tướng Netanyahu cũng kiên quyết phản đối việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập, khẳng định kế hoạch quân sự của họ sẽ tiếp tục đến hết năm nay và kế hoạch hậu chiến của nước này là kiểm soát quân sự không giới hạn trên lãnh thổ Gaza. Cuộc tấn công đã biến phần lớn phía bắc Gaza thành đống đổ nát, làm dấy lên mối lo ngại về việc liệu hàng trăm nghìn người Palestine di tản khỏi những khu vực đó có thể quay trở lại hay không. Các thành viên cực hữu trong chính phủ của ông Netanyahu đã kêu gọi tái định cư họ ở nơi khác, điều mà các nhà phê bình cho rằng sẽ dẫn tới việc thanh lọc sắc tộc. Ông Blinken cho biết, Mỹ phản đối bất kỳ kịch bản nào như vậy và việc tái định cư không phải là chính sách của chính phủ Israel. Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết ông đã đạt được thỏa thuận về cơ chế thanh tra của Liên Hợp Quốc ở phía Bắc Gaza để đánh giá cách thức và thời điểm mọi người có thể quay trở lại. Trong khi đó, tình hình nhân đạo ở Gaza vẫn rất nghiêm trọng, với việc Liên Hợp Quốc gần đây cảnh báo rằng nạn đói có thể xảy ra. Theo cơ quan y tế do Hamas điều hành, số người thiệt mạng ở khu vực này đã vượt quá 23.000 người. Như vậy, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã không thể khiến Israel thực hiện những nhượng bộ, dù chỉ là nhỏ đối với người Palestine bất chấp những chỉ trích quốc tế và áp lực ngày càng tăng từ Mỹ như ngừng sử dụng khí đốt, Israel lặp lại rằng họ sẽ không từ bỏ mục tiêu tiêu diệt Hamas. Cuộc chiến dự kiến sẽ tiếp tục trong tương lai gần. Nói tóm lại, thông điệp của ông Blinken đang bị Israel phớt lờ và mặc dù Mỹ đang hy vọng ngăn chặn một cuộc chiến tranh khu vực lan rộng, Israel và Hezbollah, nhóm chiến binh hùng mạnh được Iran hậu thuẫn ở Liban, Tiếp tục giao tranh xuyên biên giới, Mỹ cũng vướng vào một cuộc trả đũa leo thang với các lực lượng vũ trang khác trên khắp Trung Đông. Nhưng điều này không có nghĩa là mọi hy vọng về ngoại giao đều bị dập tắt. Các quan chức Israel đã đến Cairo đầu tuần này để nối lại các cuộc đàm phán nhằm đảm bảo thả thêm con tin bị mắc kẹt ở Gaza. Đài truyền hình Can Israel hôm 10 tháng 1 đưa tin Tổng vụ trưởng Bộ Y tế Israel ông Mosba Simantov đã thông báo cho tất cả các bệnh viện rằng họ nên sẵn sàng chuyển sang mô hình làm việc khẩn cấp nếu cần thiết trong vòng 24 giờ sau khi nhận được hướng dẫn liên quan. Điều này bao gồm việc chuyển tất cả nhân viên y tế và bệnh nhân đến khu vực được bảo vệ, xuất hiện ngay lập tức cho tất cả bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và sẵn sàng điều trị cho một số lượng lớn người bị thương. Ngoài ra, bệnh viện lớn ở các thành phố Naharia và Safed thuộc phía Bắc Israel còn nhận yêu cầu chuẩn bị cho khả năng phải làm việc trong tình trạng cách ly hoàn toàn, không có khả năng nhận thiết bị, thuốc men và thực phẩm cần thiết, đồng thời cũng sẵn sàng tiếp nhận số lượng lớn người bị thương và tổ chức chuyển họ đến các cơ sở khác. Xung đột israel hamas bùng phát vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, sau khi các thành viên lực lượng Hamas tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Israel từ giải Gaza sát hại cư dân tại các cộng đồng biên giới và bắt cóc 240 người làm con tin. Israel tuyên bố phong tỏa toàn bộ Gaza và bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu trong vùng đất này, cũng như một số khu vực ở Liban và Syria. Đụng độ cũng đang diễn ra ở bờ Tây. Theo cơ quan y tế tại Gaza, tổng cộng trên 23.210 người Palestine đã thiệt mạng và 59.167 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel nhằm vào giải Gaza trong thời gian Israel và lực lượng Hamas tạm ngừng bắn kéo dài một tuần hồi cuối tháng 11 năm 2023, có 110 con tin Israel và 240 tù nhân Palestine được trả tự do. Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, ông Herzi Halevi ngày 7 tháng 1 cho biết, cuộc xung đột tại giải Gaza vốn đã kéo dài 3 tháng qua sẽ có thể tiếp diễn suốt cả năm 2024 và lan sang các mặt trận khác. Trước đó, Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên Hợp Quốc công bố báo cáo cho thấy trên 76.000 người ở Liban đã phải di tản trong gần 3 tháng giao tranh xảy ra gần như hàng ngày dọc biên giới với Israel. Trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn căng thẳng tại Gaza, International Medical Corps, một tổ chức nhân đạo quốc tế đã mở một bệnh viện giã chiến tại Rafah và bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 6 tháng 1. Với khoảng 200 nhân viên, gồm cả người nước ngoài và người Palestine, bệnh viện giã chiến này sẽ tiếp nhận cả bệnh nhân ngoại trú và nội trú cần điều trị lâm sàng. Mục tiêu của bệnh viện giã chiến này là nhằm hỗ trợ những bệnh nhân không thể tiếp cận hệ thống y tế chính thức do xung đột tiếp diễn tại Gaza. Theo Liên Hợp Quốc, kể từ khi xung đột israel hamas bùng phát, hệ thống y tế tại Gaza đến nay đã bị tàn phá nặng nề, khi chỉ còn rất ít bệnh viện hoạt động, nhưng cũng chỉ một phần và đều trong tình trạng quá tải nghiêm trọng. Ở một diễn biến có liên quan tối ngày 10 tháng 1, trong một tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Thượng đỉnh Ba Bên được tổ chức tại thành phố Aqaba của Jordan, quốc vương Jordan Abdullah II, tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục gây áp lực để ngăn chặn hành động gây hấn của Israel ở giải Gaza và bảo vệ thường dân Palestine. Các nhà lãnh đạo nhất trí bác bỏ hoàn toàn mọi âm mưu hoặc đề xuất nhằm loại bỏ vấn đề Palestine hoặc ép buộc người Palestine rời khỏi các vùng đất của mình. Tuyên bố chung cũng bác bỏ khả năng tái chiếm đóng một phần lãnh thổ giải Gaza hoặc tách Gaza khỏi bờ Tây, đồng thời cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của tình trạng thù địch ở bờ Tây cũng như những hành vi xâm phạm sự thiêng liêng của tôn giáo, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và có thể khiến tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. Các nhà lãnh đạo khẳng định sự cần thiết phải tạo điều kiện cho người dân giải Gaza trở về nhà của họ, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế đảm nhận trách nhiệm thực thi các nghị quyết quốc tế liên quan, đặc biệt là các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc. Hội nghị thượng đỉnh cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo cung cấp hàng cứu trợ và viện trợ nhân đạo cho Gaza một cách lâu dài và đầy đủ, nhằm giảm bớt tình trạng nhân đạo bi thảm mà người dân giải đất này đang phải trải qua. Hội nghị thượng đỉnh ba bên Aquada được tổ chức trong bối cảnh Israel tiếp tục chiến dịch tấn công ở giải Gaza, vốn đã kéo dài hơn 3 tháng, với mục tiêu loại bỏ phong trào Hamas và giải phóng các con tin đang bị giam giữ. Cho đến nay, Israel chưa đạt được các mục tiêu cuối cùng như tuyên bố, tuy nhiên giao tranh đã khiến hơn 23.000 người Palestine thiệt mạng, trong đó phần lớn là dân thường. Trước nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang thực hiện chuyến công tác tới một loạt các nước Trung Đông để tìm cách giảm căng thẳng, đồng thời bắt đầu thảo luận về tương lai của giải Gaza trong thời kỳ hậu chiến. Lực lượng vũ trang al Houthi tại Yemen đã ra tuyên bố xác nhận thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa đối hạm nhằm vào chiến hạm của Mỹ trên biển đỏ. Tuyên bố nhân danh một người phát ngôn quân sự của Houthi nêu rõ Cuộc tấn công ngày 9 tháng 1 là sự đáp trả đầu tiên của nhóm này với việc Mỹ ủng hộ kế hoạch quân sự của Israel và giải Gaza. Houthi đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào các tàu Israel hoặc các tàu đến và đi từ các cảng của Israel tại Biển Đỏ và Biển Ả Rập, chừng nào kế hoạch quân sự của Israel tại Gaza vẫn còn tiếp diễn. Vài giờ trước tuyên bố của nhóm Houthi, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tại Trung Đông Sencom cho biết các chiến hạm của Mỹ và đồng minh tham gia sáng kiến bảo vệ an toàn hàng hải tại Biển Đỏ mang tên Người bảo vệ thịnh vượng đã bắn hạ 18 máy bay không người lái cùng 3 tên lửa chống hạm của nhóm Houthi trên Biển Đỏ đây là cuộc tấn công quy mô lớn nhất của Houthi trên Biển Đỏ kể từ khi nhóm này tiến hành cuộc tấn công đầu tiên hôm 27 tháng 11 năm 2023 nhằm gây sức ép buộc Israel chấm dứt kế hoạch quân sự tại Gaza. Phản ứng về cuộc khủng hoảng này, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chiều qua cảnh báo rằng nước này và các đồng minh sẽ đáp trả mạnh mẽ các cuộc tấn công của nhóm Houthi. Phát biểu với báo giới ngay khi tới Bahrain, chặng dừng chân mới nhất trong chuyến công du một loạt quốc gia Trung Đông, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Mỹ đồng thời kêu gọi Iran chấm dứt hậu thuẫn Houthi. Trước đó, giới chức Mỹ nhiều lần cáo buộc rằng Iran hậu thuẫn nhóm vũ trang ở Yemen thực hiện các cuộc tấn công trên biển đỏ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom thông báo, khoảng 9 giờ tối, lực lượng hậu thi do Iran hậu thuẫn đã tiến hành một cuộc tập kích hiệp đồng bằng máy bay không người lái UAV cảm tử, tên lửa hành trình diệt hạm và tên lửa đạn đạo. Chúng được phóng từ khu vực do nhóm kiểm soát tại Yemen và nhằm vào các tuyến hàng hải quốc tế ở phía nam biển đỏ, nơi có hàng chục tàu hàng đang di chuyển. Các quan chức Mỹ cho biết khoảng 50 tàu hàng đang hoạt động ở biển đỏ vào thời điểm cuộc tập kích diễn ra. Thêm rằng bốn tàu chiến thuộc Liên minh quốc tế chống hậu thi do Mỹ dẫn đầu đã được triển khai tới vùng biển. Washington tháng trước đã thành lập lực lượng hải quân đa quốc gia gồm hơn 20 nước để bảo vệ hoạt động hàng hải ở Biển Đỏ, nơi khoảng 12% thương mại toàn cầu đi qua. Đây cũng là cuộc tập kích quy mô lớn đầu tiên của Houthi vào khu vực kể từ ngày 3 tháng 1, thời điểm Mỹ cùng 12 nước ra tuyên bố chung cảnh báo Houthi về hậu quả nếu không ngừng tấn công tàu hàng tại vùng biển. Theo công ty an ninh hàng hải toàn cầu Amray, các tàu chiến của liên minh trên Biển Đỏ đang di chuyển với tốc độ tối đa. Thủy thủ đoàn trên một tàu chở dầu đã nhìn thấy pháo sáng hoặc về tên lửa ở vùng biển ngoài khơi Mocha. Thủy thủ đoàn trên một tàu khác cho biết đã nhìn thấy ba tàu nhỏ và hai tên lửa được bắn ra từ hướng các tàu này. Họ cũng đã nhìn thấy một máy bay không người lái bay phía trước con tàu. Hồi tháng 12 năm 2023, nhóm Houthi đã cảnh báo rằng họ sẽ không giảm số lượng các cuộc tấn công cho đến khi giải Gaza nhận được thực phẩm và thuốc men cần thiết. Israel đã thực hiện chiến dịch ném bom quy mô lớn ở Gaza kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 để trả đũa lực lượng Hamas. Houthi tuyên bố tấn công các tàu thuyền trên biển đỏ có liên quan đến Israel để thể hiện ủng hộ người Palestine và gây áp lực ngừng bắn đối với Israel. Ngày 7 tháng 1, Lực lượng Houthi kêu gọi tất cả các tàu có kế hoạch di chuyển qua Biển Đỏ phải thông báo trước cho lực lượng này về điểm đến cũng như phải khẳng định tàu không liên quan đến Israel để tránh bị tấn công. Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội X, thủ lĩnh của Houthi, Mohamed Ali al Houthi nêu rõ, mọi tàu thuyền đi qua Biển Đỏ cũng như eo biển Bab al-Mandab nối Biển Đỏ với Vịnh Aden hoặc Biển Ả Rập cần phát đi dòng chữ "Chúng tôi không liên quan đến Israel". Theo thủ lĩnh Houthi, biện pháp này đơn giản, ít tốn kém, không làm phát sinh chi phí tài chính cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Bên cạnh đó, Biện pháp này cũng giúp ngăn chặn nguy cơ quân sự hóa Biển Đỏ và không gây nguy hiểm cho hoạt động hàng hải quốc tế. Kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2023, lực lượng Houthi đã bắt giữ tàu thương mại Galaxy Leader và tiến hành hơn 20 cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các tàu thương mại và tàu hải quân ở Biển Đỏ. Mỹ và các quốc gia đồng minh ngày 3 tháng 1 đã lên tiếng kêu gọi lực lượng Houthi ở Yemen dừng ngay lập tức các cuộc tấn công bất hợp pháp nhằm vào các tàu chở hàng ở Biển Đỏ nếu không muốn đối mặt với hậu quả. Liên minh do Mỹ dẫn đầu nhằm bảo vệ tuyến đường thương mại qua Biển Đỏ đã phát đi một thông điệp rõ ràng là yêu cầu chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công, đồng thời thả các tàu và thủy thủ đoàn bị giam giữ bất hợp pháp. Theo tuyên bố trên, lực lượng Houthi sẽ phải đối mặt với những hậu quả nếu họ tiếp tục đe dọa tính mạng, nền kinh tế toàn cầu và dòng chảy thương mại tự do trên các tuyến đường biển quan trọng của khu vực. Truyền thông đưa tin rằng chính quyền Mỹ đang xem xét tấn công trực tiếp Houthi nếu các cuộc tấn công trên biển đỏ của lực lượng này vẫn tiếp tục diễn ra. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Toàn cảnh Thế giới trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.